Chào mừng tất cả mọi người đến với trận chung kết đôi nam nữ nâng cao giải cầu lông học sinh sinh viên tranh Cúp báo tuổi trẻ thủ đô năm 2019. Phía gần màn hình của chúng ta cặp đôi Việt Mai đại diện cho đơn vị Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Cặp đôi áo trắng phía xa màn hình đại diện cho Ciputra Hà Nội. Điểm số 1-0 cho Ciputra. Trận bán kết 2 nội dung đôi nam nữ nâng cao. Bích Phúc, Học viện Hành chính, Hiếu Trinh, trường năng khiếu thể dục thao, thi đấu sân số 3. Sân số 4 không này. Rất căng. Tay vợt áo đỏ phía bên kia, tay vợt nam mới chỉ sinh năm 2000 thôi. Ăn rồi. Vẫn còn. Lớp. Rồi, Việt Quảng Ninh. 22 đều, 21 đều. Bạn cầu tốt thế nhỉ? Cầu tốt của đội Việt Mai Quảng Ninh. Phản cầu rất tốt. Hay quá Việt ơi. Tay vợt 2000. Vẫn lên kìa. Hay quá nhỉ? Cao rồi. Có 22 23. Anh tưởng mới đánh. Cái số đây làm gì? Tôi tấn công. Vẫn còn. Hay quá nhờ, cổ tay quá khỏe. Một cầu tốt, người ta được cầu điều đó rồi. Chỉ còn trận này là một trận đấu nữa thôi. Không dám bỏ, tốt nhất là nên thế như đâu. Cho cặp đôi của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Xin chúc mừng cặp đôi Việt Mai của Quảng Ninh đã giành chiến thắng trước cặp đôi của Ciputra Hà Nội.